À, chào các em, thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương số 2 của câu chuyện The Little Mermaid, thì là nàng tiên cá, đúng không? Nàng tiên cá bé nhỏ. Và chương số 1 thì thấy rất là mong là các em đã đọc qua chương đó 5 lần trước khi chúng ta chuyển sang dịch chương số 2. Và các em hãy chú ý là xem kỹ những chú giải ngữ pháp của thầy và từ vựng. Chú ý là ta không cố gắng để học thuộc mà cứ đọc đi đọc lại. Quá trình đọc lại sẽ khiến các em ghi nhớ một cách hết sức tự nhiên. Ok, bây giờ ta sẽ vào chương số 2. The Little Mermaid finally became 15. À, từ chương trước đó chính là cô ấy rất mong muốn khi được mình đến mức 15 tuổi thì có thể phía lên phía trên mặt nước, đúng không, để nhìn ngắm mặt nước, nhìn ngắm những con người sống ở trên cạn. Ok, thế bây giờ thì nàng tiên cá nhỏ bé của chúng ta cuối cùng cũng đã 15 tuổi. Thì các em thấy ở đây có trạng từ là finally và đứng ngay trước became, thì hãy chú ý này. Thế đây thầy có chú thích trạng từ, thì như lần trước chúng ta đều biết rằng trạng từ thì hay bổ nghĩa cho động từ, và đây thầy có thêm một chú giải nữa, đó chính là trạng từ là thành phần bổ nghĩa, nó có mặt trong câu cũng được, không có cũng không sao, tức là nếu trạng từ ta bỏ đi thì về mặt ngữ pháp là câu vẫn đúng các em nhé. Tôi đã 15 tuổi, tôi đã 15 tuổi, cô ấy la lên một cách rất là sung sướng, đúng không, shouted excitedly. Thì các em chú ý này, excitedly là từ loại gì nhỉ? À, là trạng từ, và chính xác nó chính bổ nghĩa cho động từ là shouted ở phía trước, đúng không? Ok. Và bà của cô ấy thì đã đặt một vài bông hoa màu trắng lên tóc của cô ấy. Và sau đó thì cô ấy bơi về phía top of the sea, đã bơi lên phía trên của mặt nước. Và lúc này thì mặt trời là đang lặn. Was setting now thì ta thấy dùng quá khứ tiếp diễn để chỉ lúc đấy là mặt trời đang lặn trong quá khứ. Thì có rất nhiều, it was full of red and orange clouds, nghĩa là bầu trời lúc đấy thì có rất nhiều những đám mây mà có màu đỏ và màu da cam. Full of something, tràn đầy, có rất nhiều gì đó. Ok, how beautiful, các em xem ở đây nhé. How đứng trước một tính từ để nhấn mạnh, ta thể dịch là how beautiful, nghĩa là ôi thật là đẹp làm sao, đúng không? Cô ấy nghĩ vậy, và cô ấy có thể nhìn thấy một con thuyền đang sailing on the sea, tức là đang di chuyển ở trên mặt biển. Cô ấy bơi lại gần, swam close to the ship, tức là bơi lại gần con tàu. Và cô ấy nghe thấy tiếng nhạc cũng như là những tiếng cười đùa. Và ở đó thì cũng có một chàng trai trẻ, và anh ấy chính là hoàng tử. Tất cả mọi người thì đang có một cái bữa tiệc, birthday party, có nghĩa là bữa tiệc sinh nhật cho anh ấy. Và họ đều trông rất là hạnh phúc. Looked, họ trông có vẻ nhá. Look thì đấy chính là một linking verb, và very happy là tính từ đứng sau. Cái này các em hãy tự chú thích nhé, vì cái này là thầy đã chú thích rất nhiều lần rồi, đúng không? Chú ý ở đây này, was, were cộng với verb ing thì đây chính là thì quá khứ tiếp diễn, tức là tại thời điểm đó là chỉ một hành động đang xảy ra trong quá khứ. Nàng tiên cá nhỏ bé thì watched the prince for hours. Nàng tiên cá nhỏ bé thì xem hay là theo dõi hay là chăm chú nhìn hoàng tử trong nhiều tiếng đồng hồ, đúng không? Thật là mê dài. Tiếp tục, suddenly a storm came. Bất chợt thì có một cơn bão đã tới. Thì từ suddenly ở đây nó lại là trạng từ và nó lại đứng đầu câu. Và nó vẫn đang bổ nghĩa cho động từ, ở đây là bổ nghĩa cho động từ came, tức là cơn bão đến một cách bất chợt. Các em hãy chú ý rằng trạng từ cái vị trí của nó rất là linh hoạt, nó có thể đứng đầu câu, đứng sau động từ, đứng trước động từ, vân vân, vị trí rất linh hoạt. Bầu trời thì trở nên rất là angry, để trở nên rất là nổi cơn thịnh nộ, và những cơn gió thì trở nên rất là mạnh. The waves, những cơn sóng thì becoming trở nên rất là rough, rất dữ dội. Sorry, rất dữ dội. Ok, thì become ở đây cũng là một linking verb và phía sau nó là một tính từ rough. Đây, theo sau động từ kết nối linking verb thì là một danh từ của tính từ, đây là tính từ, đúng không? Rough theo sau linking verb. Nhưng mà nàng tiên cá nhỏ bé thì không hề sợ hãi, scared. Đây là một niềm thích thú rất là lớn lao với cô ấy, để mà được bơi ở trong những cơn bão. It was a great fun game nhé. Ở đây thêm một thầy mạo từ ơ, người ta gõ thiếu. Nhưng mà điều này thì không phải cho con tàu, tức là nó không đúng với con tàu. Một cách bất chợt thì những cơn gió đã break the ship's mast, tức là đánh sập cái, làm gãy cái cột buồm của con tàu. Và sau đó một vài giây thì con tàu turned over, tức là bị lật into the sea, lật và nó chìm xuống dưới nước. Turn over, the ship mà turn over tức là thuyền lật.
Nàng tiên cá nhỏ bé thì có thể nhìn thấy rất nhiều người đang bơi ở dưới mặt biển dữ dội, đang bơi dưới biển dữ dội. Thì các em chú ý rằng là see somebody doing something, đối với thầy see với burping ở đây, được chưa? Thì đến phần này là thầy những cái chú giải đã làm lại rồi, thì thầy sẽ không nhắc lại nhiều nữa. Okay. Các em phát hiện ra thì ta tự take note, sẽ nhớ rất là lâu. Loài người thì không thể bơi tốt được. Thế còn hoàng tử ở đâu nhỉ? Ta phải cứu chàng mới được. Must have. Em chú ý này, must do something là ta phải làm điều gì đó, bởi vì cá nhân người nói nghĩ vậy. Thế ở đây là nàng tiên cá nghĩ rằng cô ấy phải cứu hoàng tử, thì đây là ý kiến chủ cá nhân của cô ấy. Còn have to do something có nghĩa là phải làm điều gì đó, bởi vì nó là một cách khách quan và thực tế bắt buộc. Tiếp theo, và sau một thời gian tìm kiếm thì cô ấy đã tìm thấy hoàng tử. Chàng thì đang chìm xuống dưới biển sâu, sinking deep into the ocean. Nàng đã trước tiên là đã kéo chàng lên lên phía trên của mặt biển và nhìn vào khuôn mặt điển trai của chàng trong suốt cả buổi tối cả all night long. Ok, nhìn vào khuôn mặt điển trai của chàng suốt cả buổi tối. Ok, mê say thật sự rồi. Vào buổi sáng thì cơn bão thì đã qua đi, was finished. Và trong ánh mặt trời thì chàng hoàng tử nhìn trông còn đẹp trai hơn, thì looked trông có vẻ nhé, còn đẹp trai hơn, thì đây cũng là một linking verb, phía sau là tính từ handsome. Đôi mắt của chàng thì vẫn đang nhắm. Làm ơn đừng chết, chàng phải sống. Đây là nàng tiên cá nói này. Ngay cạnh bãi biển, close to the beach. Close to something có nghĩa là giáp gần với gì đó, gần bãi biển, thì có một ngôi nhà, có một tòa nhà nhỏ. Nàng đã đưa chàng hoàng tử đến rất gần của cái tòa nhà đấy, close to the building. Tòa nhà ta có thể dịch để lâu đài cũng được, không sao. Và nàng đã đặt chàng nằm ở trên bãi biển, laid him on the beach, đúng không? Thì chú ý này, on the beach là trên bờ biển. Như vậy nếu như ta có danh từ the beach thì giới từ đi với nó chỉ có thể là on. Ok, một cách bất chợt thì và một vài chiếc chuông thì đã bắt đầu ring, nó bắt đầu rung lên, began to ring, begin to do something, bắt đầu làm gì đó này. Có một vài cô gái trẻ thì came out the building, chạy ra phía ngoài của tòa nhà, và một trong số những cô gái trẻ đó đã nhìn thấy hoàng tử ở trên bãi biển. Cô ấy đã chạy về phía hoàng tử và cô ấy chạy tới để giúp đỡ. Sau một vài phút thì rất nhiều người took the young prince away, tức là rất nhiều người đã tới và mang hoàng tử đi. Took something away tức là mang, take something away mang gì đó đi mất. Okay. Và nàng công chúa, nàng tiên cá của chúng ta thì suddenly felt very sad, đột nhiên cảm thấy rất là buồn. Thì suddenly ở đây là một trạng từ, một bổ nghĩa cho động từ felt. Đây, ví dụ như adverb ở đây thì bỏ đi thì câu vẫn đúng về mặt ngữ pháp. Tức là nếu trong câu này các em bỏ từ suddenly đi thì về mặt ngữ pháp vẫn đúng. Và ta chỉ dịch là nàng tiên cá cảm thấy buồn. Ok. Sau khi trở về nhà thì những cô chị của cô ấy đã khóc. Ở đây các em sẽ thấy có một hiện tượng ngữ pháp rất là hay, tức là after returning, bản chất của nó là after the little mermaid returned home. Đấy, câu đầy đủ là như vậy, người ta rút gọn đây trong chú giải này, nó bằng với là after she returned home, thì người ta đã bỏ đi chủ ngữ she và chỉ còn viết lại là after returning home. Khi mà cô ấy trở về nhà thì những người chị của cô ấy thì đã khóc và hỏi rằng thế em đã nhìn thấy gì, em đã nhìn thấy gì. Nhưng mà nàng tiên cá nhỏ bé thì không nói bất kỳ điều gì cả, cô ấy đã quá buồn để mà có thể nói. Too sad to speak, đây này có too cộng tính từ cộng to do something, tức là quá gì đó để làm gì đó, đây là quá buồn để nói, đúng không? Và một ngày thì cô ấy cuối cùng cũng nói với những người chị của mình, finally told her sister. Thì đây có chú giải, thầy hỏi finally bỏ đi câu có đúng về ngữ pháp không, và phía dưới thì hãy chú giải luôn là đây là dạng từ loại gì, và đây luôn cho thầy. Một trong số những người chị của cô ấy thì đã đưa cô ấy đến lâu đài của chàng hoàng tử, và cô ấy lại tìm thấy chàng hoàng tử một lần nữa. Và bây giờ cô ấy nghĩ rằng là
Bây giờ mình có thể đến đây bất kỳ lúc nào, anytime, tức là bất kỳ lúc nào. Và cô ấy đã dành rất là nhiều tối ở đó, spend many evenings, evenings there, đúng không? Đã dành rất là nhiều tối ở đó. Okay. After some time, she has so many questions. Và sau một khoảng thời gian thì cô ấy đã có rất là nhiều những câu hỏi về con người. Cô ấy đã quyết định là hỏi bà của mình: "Bà ơi, thế con người thì có thể sống mãi mãi không?" Cô ấy hỏi. "Không, họ không thể. Họ không thể sống trong khoảng thời gian dài. Nhưng mà con người thì có những linh hồn, souls, và linh hồn của họ thì live forever, tức là nó tồn tại mãi mãi. Chúng ta thì có thể sống trong vòng khoảng 300 năm, và sau đó thì chúng ta sẽ trở thành những cái bọt biển ở trong đại dương." À, con muốn có một linh hồn như vậy. À, con muốn là sống giống như một con người. À, nàng tiên cá nhỏ bé nói. À, chẳng nhẽ con không bao giờ có thể có được một linh hồn. Làm thế nào con có thể có được một linh hồn bây giờ? Cô ấy hỏi bà của mình. Bà của cô ấy nói: "Chỉ có một cách duy nhất thôi, đó chính là phải có một người đàn ông fall in love with you, tức là có một người đàn ông yêu con. Fall in love with somebody có nghĩa là yêu ai đó. Và sau đó thì con sẽ phải cưới anh ấy." Nhưng điều này là không thể xảy ra. Bởi vì con có một cái đuôi rất là đẹp, nhưng mà loài người thì nghĩ rằng nó thật xấu xí. Sẽ không có người đàn ông nào muốn cưới một nàng tiên cá. Want to do something, đúng không? Nên là đừng mơ tưởng về việc một thế giới ở phía bên trên phía bên trên mặt nước thêm một lần nào nữa. Dream of something, tức là mơ tưởng về điều gì đó. Con sẽ chỉ trở nên buồn bã mà thôi. Cô ấy nhìn vào cái đuôi của mình và nghĩ rằng: "Ta ghét mi, ta muốn có hai chân và ta muốn cưới hoàng tử. Just be happy, tức là nào hãy vui lên." Bà của nàng tiên cá cuối cùng cũng nói: "Hãy sống một cách vui vẻ trong vòng 300 năm, và vào tối nay thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Con sẽ cảm thấy vui hơn sau đó thôi." Feel better than, thì feel đây đó chính là một động từ linking verb, cảm thấy, và better là một tính từ phía sau, tức là cảm thấy tốt hơn, đúng không? Bữa tiệc thì bữa tiệc ở trong biển cả thì cũng thật là tuyệt vời. Có rất nhiều loại sò thì trang trí những bức tường, và những nàng tiên cá cùng với những chàng tiên cá, à đây, mermaids có nghĩa là những nàng tiên cá, còn merman có nghĩa là những chàng tiên cá, các em nhé. Đấy, có giới tính rất rõ ràng, maze và man, đúng không? Nhảy, dance together in the ballroom, nhảy cùng với nhau ở trong sảnh. Ballroom, ballroom tức là những cái sảnh rất là lớn ở những tòa lâu đài. Và họ cũng hát cùng với nhau, sang together. Họ đều có những cái giọng hát rất là đẹp, nhưng mà nàng tiên cá nhỏ bé thì mới là người mà có giọng hát tuyệt vời nhất, sang the best. Và tất cả mọi người thì yêu thích cái tiếng hát của cô ấy. Và trong vòng một khoảng thời gian ngắn thì nàng tiên cá đã cảm thấy hạnh phúc, felt happy. Thì felt là linking verb và đi sau là happy là một tính từ. Cái này quen thuộc rồi, đúng không? Và sau đó thì cô ấy nghĩ về chàng hoàng tử, thought of the prince. Và cô ấy trở nên buồn bã một lần nữa. Một cách buồn bã thì cô ấy đã rời khỏi bữa tiệc. Và cô ấy đi tới cái nơi của riêng mình, đó chính là cái khu vườn của cô ấy. Và ở đây thì cô ấy có thể khóc ở trong cái sự tĩnh lặng, in the peace, cry in the peace. Cô ấy nghĩ rằng là mình yêu anh ấy, và mình sẽ làm bất kể mọi điều vì anh ấy. Và mình muốn là có một linh hồn, và mình muốn mình sẽ đi tới chỗ của sea witch, tức là phù thủy của biển, và bà ấy sẽ có thể giúp mình. Ok. Như vậy ta đã hết chương số 2. Tức là chương số 2 ở đây là nàng tiên cá vẫn đang rất là yêu chàng hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, tức là rất là khá là mê dai ngay từ tiếng sét ái tình đầu tiên. Sorry nếu mà nếu thầy dùng từ hơi quá. Thì nàng tiên cá đã quyết định là đi đến gặp mụ phù thủy để tiến hành việc trao đổi và có được đôi chân. Thì điều gì sẽ xảy ra ở những chương tiếp theo, các em sẽ cùng theo dõi những clip tiếp theo nhé. Và hãy chú ý rằng là hãy đọc kỹ câu chuyện ở chương số 2 này 5 lần cùng với những chú giải ngữ pháp. Và các em có những chú giải ngữ pháp nào ta tự viết được thì ta bây giờ đến thời điểm này ta cũng có thể tự viết luôn để mình tự học. Ok. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo.